Dạ, xin chào mọi người nhé. Em lên mọi người một cái máy phát cỏ Sinowa 250 nhé. Cái máy này thì nòng 33 ly. Máy nổ cực kỳ êm nha mọi người. Bao máy móc tinh nguyên đó. Mọi người ta nhìn nòng trắng nha. Dòng máy này bữa nay em sẽ xả một ít Sinowa 33 ly cho mọi người nhé. Đó, giá em sẽ nói sau cuối video luôn. Đó, cây này là 250MF. Bao máy móc riêng nguyên chưa bung nha mọi người. Đó, chuẩn bị về luôn mới nên em xả ít máy nha. Đó, cây này vô tay lái cần thẳng nghiêm chỉnh nè. Máy nè, em đã làm nổ ok hết rồi. Đó, và chụp nổ nha mọi người. Kéo e, bơm xăng. Đó. Máy xuống. Bọng trắng nha mọi người, bình xăng lớn hơi vàng xíu thôi đó, cho nên máy này sẽ giá tốt. Mọi người mua về sử dụng gia đình thì cực kỳ bền nha. Dòng này 33 ly nhỏ rất là tốt, chuyên kẹp đủ nha. Mọi người mua em sẽ kèm theo cho phụ kiện nha, và giá trên em nói sẽ là giá bao ship luôn. Giờ cây này em sẽ bán là 1,9 triệu nha mọi người, bao ship tại quốc cho mọi người luôn, bao máy móc riêng chưa trẻ, nòng 33 ly. Rồi, mọi người ai ưng thì kết, ai ưng bục thì chốt cho em nha. Rồi, cảm ơn mọi người xem hết video ạ.